Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dặn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sức cánh diều. Cho lúc xem bài giảng Thầy Liêm, nếu các em thấy dễ hiểu, các em xem hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 47 em ôm lại những gì đã học tiết số 2. Trang 117, 120, mình sẽ làm tiếp câu số 5. Người ta vẽ hình một mảnh đất có dạng hình chữ nhật, với chiều dài là 15 m, chiều rộng là 10 m. Trên bản đồ tỷ lệ là 1/500. Hỏi trên bản đồ đó độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật là bao nhiêu mm vuông? Bao nhiêu mm nha? Như ở đây người ta cho mét và ở đây là mm. Chứ hết các em đổi đơn vị chứ nha. Mình đổi mét qua mm hết. 15 mét đổi qua mm. Đổi từ mét qua mm, các em nhân cho 1 nghìn, như là 15 nghìn mm. Tương tự 10 mét này mình cũng đổi qua mm, cũng nhân cho 1 nghìn, như là 10 nghìn mm. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ tính xem trên bản đồ đó chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu nhé. Trên bản đồ đó chiều dài của hình chữ nhật là 15.000 này, các em chia tỷ lệ 500. 15.000 chia 500. Ba. Mình sẽ lấy 15 chia 5 sẽ được là 3. Giờ ở đây 3 số 0 chia 2 số 0 còn là 1 số 0. Như kết quả là 30 mm. Giờ tiếp theo mình sẽ tính trên bản đồ đó xem chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu. Chiều rộng của hình chữ nhật là 10.000 này, kem chia tỷ lệ 500, đúng không? 10.000 chia 500. Giờ như vậy kem lấy 10 chia 5 được 2. Giờ 3 số 0 chia 2 số 0 cộng 1 số 0, như là 20 mm, đúng không? Như đáp số sẽ là 30 mm, chiều rộng sẽ là 20 mm, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 5. Câu số 5 kem hiệu bài, kem xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 6, câu A trước. Trong 60 kg nước biển có 2,1 kg muối, như vậy là tìm tỷ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Như vậy là mình sẽ lấy số này, các em chia số này, sau đó chuyển về tỷ số phần trăm là được nha. Như vậy là mình sẽ cho các em bỏ chữ tìm đi, các em trả lời là tỷ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là 60% của lượng muối trong nước biển, các em lấy 2,1 chia cho 60, đúng này. Giờ hãy sẽ tính nháp chưa này. Mình sẽ lấy 2,1 chia 60. Giờ mình sẽ lấy 2 chia 60 được không với số 0. Giờ như vậy trước khi lấy chữ số đầu tiên phần hợp phân thì kem viết dấu phẩy bên phải của Hương hạ số 1 xuống thì mình sẽ được là 21, đúng này. 21 chia 60 cũng bằng 0 tí, đúng này. Giờ kem thêm số 0 chỗ này để chia tiếp. Như là 210 chia 60 thì sẽ được là 3. 3 nhân 0 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. 3 nhân 6 18, 21 trừ 18 thì còn 3. Giờ thêm số 0 bên phải để chia tiếp.
300 chia 60 được 5. 5 nhân 0 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. 5 nhân 6 30, 30 trừ 30 bằng 0, kết quả là 0,035, đúng không? Sau đó chuyển về tỷ số bằng trăm bằng cách lấy số này kem nhân cho 100. Một số hợp phân nhân 100, kem dịch chuyển dấu phẩy sang phẩy, hai chữ số dấu phẩy nằm đây, có nghĩa 3,5. Thêm cái tỷ số bằng trăm vô có nghĩa 3,5%. Đáp số là 3,5%. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ các em ghi câu A vô tặng, mình sẽ làm tiếp câu B nhé. Câu B, người ta nói là số dân của một xã cuối năm 2022 là 12.500 người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của xã là 0,8%. Họ đã hỏi đến cuối năm 2023 số dân xã đó khoảng bao nhiêu người. Như vậy đề bài nó là số dân của xã cuối năm 2022 là 12.500 người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 0,8%. Di chuyển hướng tính số dân của xã Tân Khiêm trong năm 2023 bằng cách lấy số này nhân cho tỷ số 100, được không? Như chứ không, mình sẽ tính số dân của xã Tân Khiêm trong năm 2023 là như là số dân của xã Tân Khiêm trong năm 2023 mình sẽ lấy 12.500, mình nhân cho 0,8%. Giờ hãy tính nháp cho này. 12.500 nhân cho 0,8%. 0,8% có nghĩa là nhân 0,8 chia 100. Chưa hết cái lẽ em lấy cái số này chia 100 trước đi. Là còn là 125 nhân 0,8, đúng không? Giờ sau đó các em lấy 8 nhân qua. 8 nhân 5 là 40, biết 0 nhớ 4. 8 nhân 2 16, thêm 4 20, biết 0 nhớ 2. 8 nhân 1 là 8, thêm 2 là 10. Ở đây mình thấy số này có một chữ số bằng một phân, như phần tích kem đếm từ phải qua trái một chữ số kem đặt dấu phải. Kết quả là 100,0, kem viết 100 là được. Đúng không? Như là 100 người. Giờ người ta hỏi cái gì kem trả lời cái này. Người ta hỏi đến năm đến cuối năm 2023 số dân của xã đó tăng của xã đó là khoảng bao nhiêu người, thì kem lấy số này các kem cộng thêm cái số người tăng lên thêm là được, đúng không? Như vậy kem bỏ chữ hỏi đi, kem trả lời là đến cuối năm 2023 số dân của xã đó có phải số người này, đúng không? Đến cuối năm 2023 số dân xã đó, số dân của xã đó có phải giờ khoảng bao nhiêu người thì mình tính ra, đúng không? Như mình sẽ lấy cái số này 12.500 cộng khi 100 người tăng thêm là được. Giờ 12.000 viết lại, 500 cộng 100 là 600, 12.600 người. Như đáp số sẽ là 12.600 người, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 6 nhé. Câu số 6 kem hiểu bài. Kem xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 7. Theo kế hoạch thì năm vừa qua một công ty xuất khẩu hoa quả phải xuất khẩu là 3.500 tấn vải thiều. Đến hết năm thì công ty đó sẽ xuất khẩu được 4.200 tấn. Hỏi câu A, công ty đó đã thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch? Thì các em lấy số này, các em chia cho số này, sau đó chuyển về tỷ số phần trăm là biết không? Được không? Nhưng mà sẽ làm câu A trước như sau.
Như vậy người ta hỏi là công ty đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm, thì Kim trả lời là công ty đó đã thực hiện được 6% kế hoạch cả năm này, đúng không? Công ty đó đã thực hiện. Số phần trăm kế hoạch cả năm. Như là công ty đó đã thực hiện số phần trăm kế hoạch cả năm là mình sẽ lấy 3.500, mình lấy 4.200 chia cho 3.500, xem bằng bao nhiêu trước nha. Hệ số tính nháp chỗ này mình thấy là số chia và số bị chia đều có hai số không, kem bỏ hai số không đi, kem lấy 42 chia 35, như vậy sẽ dễ tính hơn, đúng không? Như 42 chia 35 giờ 42 chia 35 được 1, 1 nhân 35 là 45, 4 42 trừ 35 thì còn 7, đúng không? Giờ muốn chia tiếp đặt dấu phẩy bên phải của Khương, khi số 0 ở đây để chia tiếp. 70 chia 35 được 2. 2 nhân 5 là 10, ở đây có số 0, 10 chừ 10 bằng 0, biết 0 nhân 1. 2 nhân 3 là 6, thì 1 nhân là 7, 7 chừ 7 bằng 0 thôi, đúng không? Kết quả là 1,2. Sau đó các em chuyển về tỷ số bằng trăm bằng cách lấy số này nhân 100. Giờ một số phân nhân 100, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số, ở đây có một chữ số bằng phân, các em với số 0 nữa. Có nghĩa là 120, đúng không? Dấu phẩy nằm cố thì bỏ luôn, thêm dấu phần trăm vô có nghĩa là 120%. Câu B người ta hỏi là công ty đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm, thì kem lấy cái số này trừ cho 100% là ra kết quả thôi, đúng không? Như câu B kem trả lời là như vậy mình trả lời là công ty đó đã thực hiện vượt mức kết quả số phần trăm là công ty đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là giờ như là công ty đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là kem lấy 120% trừ cho 100%, thì mình thấy là phần trăm giống nhau, kem lấy 120 trừ 100 thì còn 20% viết lại thôi, đúng không? Giờ đáp số thôi. Như đáp số câu A sẽ là 120%, và đáp số câu B sẽ là 20%, đúng này. Giờ như là mình xong câu số 7 nhé. Câu số 7 kênh theo bài. Kênh xong khích video phải biết kênh theo bài nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dự thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm kém nhé.